Theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometer, tính đến sáng ngày 20 tháng 10, 215 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận hơn 40,6 triệu ca mắc và hơn 1,1 triệu ca tử vong do COVID-19, trong khi đó hơn 30,3 triệu người đã bình phục. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 8.447.000 ca mắc và 225.222 người chết, tăng lần lượt là 60.216 và 442 ca so với một ngày trước đó. Giới chuyên gia cảnh báo nhiều bang có khả năng chuẩn bị hứng đợt bùng phát mới, đặc biệt là xu hướng đáng báo động tại vùng Đông Bắc nước Mỹ. Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày của Mỹ hồi giữa tháng 10 là hơn 46.000, tăng 12% so với đầu tháng. Số ca nhập viện cũng trên đà tăng. Anh ghi nhận 741.212 ca mắc và 43.726 ca tử vong, tăng lần lượt 18.804 và 80 trường hợp. Đây là nước ghi nhận số người chết vì COVID-19 nhiều nhất châu Âu. Hàng triệu người ở Anh đang phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ hơn. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 14 tháng 10 cho biết một đợt đóng phong tỏa toàn quốc mới sẽ là thảm họa, song không loại bỏ trường hợp này khi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Nga đã ghi nhận thêm 179 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 24.366, trong khi số ca mắc tăng 15.982 lên hơn 1,4 triệu. Giống như nhiều quốc gia ở khu vực châu Âu, Nga đang chứng kiến số ca nhiễm tăng khi thời tiết lạnh trở lại. Viện Gamaleya, nơi phát triển vaccine Sputnik V, cho biết kết quả thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đầu tiên dự kiến được công bố vào tháng 11, trong đó có thống kê 5 đến 10.000 người trong tổng số 40.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 365.240 ca mắc, tăng 3.373 so với ngày 19 tháng 10, trong đó 12.617 người chết, tăng 106 ca. Jakarta bắt đầu áp đặt hạn chế nhằm ngăn COVID-19 từ hồi đầu tháng 4 rồi dần nới lỏng vào tháng 6. Trong khi đó, Philippines báo cáo 359.169 ca mắc và 6.675 ca tử vong, tăng lần lượt 2.638 và 26 ca. Các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila và khu vực xung quanh kéo dài đến ngày 31 tháng 10.